Cùng i Channel tìm hiểu tại sao nhiều người thích đi du lịch bụi, đi phượt. Trong những năm gần đây, du lịch bụi, hay còn gọi là đi phượt, đã trở thành một trào lưu mạnh mẽ và hấp dẫn đối với nhiều người. Đặc biệt là giới trẻ, việc khám phá những vùng đất mới bằng xe máy, xe đạp hay thậm chí đi bộ mang lại nhiều trải nghiệm độc đáo và ý nghĩa. Du lịch bụi mang lại cảm giác tự do và linh hoạt tuyệt đối. Không bị ràng buộc bởi lịch trình cố định của các tour du lịch truyền thống người đi phượt có thể tự do quyết định hành trình của mình từ việc chọn điểm đến thời gian dừng chân cho đến những hoạt động sẽ tham gia sự linh hoạt này giúp họ dễ dàng thay đổi kế hoạch dựa trên sở thích cá nhân và điều kiện thực tế đi phượt cho phép người tham gia trải nghiệm cuộc sống thực tế của người dân địa phương thay vì chỉ tham quan các điểm du lịch nổi tiếng họ có cơ hội tiếp xúc giao lưu với người dân bản địa hiểu rõ hơn về văn hóa phong tục và lối sống của từng vùng miền những trải nghiệm này không chỉ làm giàu thêm kiến thức mà còn mang lại những kỷ niệm khó quên một trong những điểm hấp dẫn của du lịch bụi là sự gần gũi với thiên nhiên khám phá những cung đường rừng núi băng qua những con suối cắm trại giữa rừng hay ngắm nhìn bình minh trên đỉnh núi đều mang lại cảm giác hòa mình vào thiên nhiên giúp tinh thần thư giãn và tái tạo năng lượng nhiều người chọn đi phượt vì ý thức bảo vệ môi trường họ thích đi bộ hoặc đi xe đạp thay vì sử dụng các phương tiện giao thông có động cơ giúp giảm lượng khí thải và tác động tiêu cực đến môi trường bên cạnh đó họ cũng thường tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường như nhặt rác trồng cây và tuyên truyền ý thức bảo vệ thiên nhiên đi phượt không chỉ là một chuyến đi du lịch mà còn là cơ hội để thử thách bản thân vượt qua những giới hạn cá nhân việc đối mặt với những khó khăn trên đường đi như thời tiết khắc nghiệt địa hình hiểm trở hay những tình huống bất ngờ giúp họ rèn luyện sự kiên nhẫn bền bì và khả năng thích nghi du lịch bụi đòi hỏi người tham gia phải có nhiều kỹ năng khác nhau từ việc lập kế hoạch chuẩn bị hành lý điều khiển phương tiện đến kỹ năng sinh tồn sơ cứu và xử lý tình huống khẩn cấp những kỹ năng này không chỉ hữu ích trong chuyến đi mà còn có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày giúp họ tự tin và chủ động hơn trong mọi tình huống du lịch bụi là cơ hội tuyệt vời để gặp gỡ và kết bạn với những người cùng sở thích trên hành trình họ có thể gặp gỡ những người bạn đồng hành chia sẻ những câu chuyện kinh nghiệm và cùng nhau vượt qua khó khăn những mối quan hệ này thường rất đặc biệt và bền chặt vì họ đã cùng nhau trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ nhiều người chọn đi phượt cùng gia đình hoặc bạn bè để tăng cường sự gắn kết việc cùng nhau trải nghiệm những điều mới lạ vượt qua những thử thách và chia sẻ những kỷ niệm đẹp giúp củng cố tình cảm và tạo ra những khoảnh khắc quý giá du lịch bụi thường tiết kiệm chi phí hơn so với các loại hình du lịch khác người đi phượt thường chọn các hình thức lưu trú giá rẻ như homestay nhà nghỉ hoặc cắm trại họ cũng thường tự nấu ăn hoặc ăn uống tại các quán ăn địa phương thay vì ăn uống tại các nhà hàng sang trọng việc này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn mang lại những trải nghiệm ẩm thực độc đáo khi đi phượt, người tham gia có thể tự do kiểm soát chi tiêu của mình. Họ có thể chọn những hoạt động, điểm đến phù hợp với ngân sách cá nhân, tránh các khoản chi phí không cần thiết và tối ưu hóa kinh phí cho chuyến đi. Cuộc sống hiện đại với những áp lực công việc, học tập và các mối quan hệ xã hội khiến nhiều người cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Du lịch bụi là cơ hội để họ tạm xa rời những lo toan, áp lực hàng ngày, tìm lại sự cân bằng và an yên trong cuộc sống hành trình khám phá những vùng đất mới hòa mình vào thiên nhiên giúp họ giảm stress và tái tạo năng lượng đi phượt thường gắn liền với cuộc sống giản đơn không tiện nghi những chuyến đi như vậy giúp họ trải nghiệm cuộc sống tối giản biết trân trọng những điều nhỏ nhặt và tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị đây cũng là cơ hội để họ nhận ra rằng hạnh phúc không đến từ vật chất mà từ những trải nghiệm và cảm xúc chân thật Du lịch bụi là cơ hội để mỗi người khám phá và hiểu rõ hơn về bản thân mình. Trong những khoảnh khắc đối diện với khó khăn và thử thách, họ sẽ nhận ra điểm mạnh, điểm yếu và những khả năng tiềm ẩn của mình. Qua đó, họ sẽ trưởng thành hơn và có cái nhìn rõ ràng hơn về mục tiêu, ước mơ và giá trị sống của mình. Nhiều người đi phượt để tìm kiếm ý nghĩa và mục đích trong cuộc sống. Những trải nghiệm mới lạ những cuộc gặp gỡ và những khoảnh khắc tĩnh lặng giữa thiên nhiên giúp họ suy ngẫm về cuộc sống. Tìm ra những giá trị đích thực và định hướng lại mục tiêu của mình. Nhiều người đi phượt kết hợp với các hoạt động tình nguyện, giúp đỡ cộng đồng địa phương. Họ tham gia vào các dự án xây dựng, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường và các hoạt động từ thiện khác. Những hành động này không chỉ giúp đỡ những người khó khăn mà còn mang lại niềm vui và ý nghĩa cho chính bản thân họ. Qua những chuyến đi, họ chia sẻ những câu chuyện, kinh nghiệm và cảm nhận của mình với cộng đồng, lan tỏa những giá trị tích cực và khuyến khích mọi người tham gia vào các hoạt động du lịch bền vững, bảo vệ môi trường và giúp đỡ cộng đồng. Trong thời đại công nghệ số, việc liên tục kết nối với các thiết bị điện tử có thể gây ra sự phụ thuộc và giảm chất lượng cuộc sống. Du lịch bụi giúp họ tạm thời tránh xa các thiết bị công nghệ, tận hưởng những khoảnh khắc thực tế và tạo ra những kết nối thực sự với thiên nhiên và con người xung quanh. Khi đi phượt, họ phải tương tác và giao tiếp trực tiếp với người dân địa phương và những người bạn đồng hành. Điều này giúp cải thiện kỹ năng giao tiếp, khả năng lắng nghe và xây dựng mối quan hệ chân thành. Du lịch bụi, đi phượt không chỉ đơn thuần là một hình thức du lịch mà còn là một phong cách sống. Một cách để khám phá bản thân và thế giới xung quanh. Những lợi ích mà nó mang lại không chỉ dừng lại ở việc trải nghiệm những điều mới lạ, tiết kiệm chi phí hay rèn luyện kỹ năng mà còn giúp mỗi người tìm lại sự cân bằng, hiểu rõ bản thân và đóng góp cho cộng đồng. Chính những giá trị sâu sắc này đã khiến du lịch bụi trở thành một trào lưu hấp dẫn và được nhiều người yêu thích. Dù bạn là ai, từ đâu đến, đi phượt luôn mở ra những cánh cửa mới để bạn khám phá và trải nghiệm cuộc sống một cách trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Cảm ơn các bạn đã xem. i Channel là kênh update thông tin mọi thứ 24 trên 7. Vui lòng click vào nút đăng ký và nút chuông để theo dõi nhiều thông tin bổ ích hơn nữa bạn nhé.